Hello anh em và chào mừng em đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Thành NG đây. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cái series là Plan vs Zombie Garden Warfare. Thì ok, mình sẽ lựa chọn bên Plan thôi. Hôm qua mình có chọn bên Zombie rồi. Và hôm nay mình sẽ chọn con Ngô Hạt. Đây, Ngô Hạt có trang phục mới rất chi là vãi nồi luôn. Chúng ta sẽ có một cái mũ đây. Đây là mũ mũ gì đây ta? Đây là mũ kiểu là của Nga ấy, có sao vàng này, có sao xanh này. Chà, mũ mùa đông à? Và một cái vua Viking này. Đấy, đây là cái mũ Infinitive rồi. Silver Long, đây là một cái mũ bạc, mũ mũ lưỡi chai bạc. Ừ. Cái này là không có cái gì cả này. Cái này là cái quả trứng trên đầu đúng không? Đây quả trứng chim trên đầu này. Còn đây là cái này gọi là cái gì à? Súp lơ. Rồi, mình sẽ dùng cái mũ Viking nhá, King of Viking này. Cái mắt này có cái mới anh em. Rồi, đây là cái mắt bình thường này, đây là mắt emoji này. Đấy, King of Glass. Đây là hợp với cái mũ Viking. Cái này mình dùng rồi. Cái mũ cái kính này thì làm sao mà nhìn được ta? Hài vãi. Wow, kính gì đây? Kính bắn sơn ạ, đây kính bắn sơn. Đây có kính bắn sơn này. Đấy, kính mới. kính mát, bịt mặt này. Giờ thì mình sẽ dùng cái kính bắn sơn đi. Đấy, nhìn đẹp trai chưa? Cái phần organic thì chúng ta sẽ có cái mới. Cái này là cái như kiểu là cái ghi địa chỉ ở ngoài cái phong bì thư ấy. Đấy, rất là đẹp. Dâu này, cái này dùng rồi. Cái vàng 4 số 9. Rồi ok. Dễ dùng cái này nhá, nhìn khá là hài hước. Cái quả kính nhìn bựa vãi. Chắc phải thay đổi kính thôi. Thay đổi kính này đi. Ok, thay đổi kính này nhìn đấy đẹp đấy, đẹp trai đấy. Đấy, rồi. Ok, như mình có cả chiêu upgrade sao ấy. Không sao cả, mình sẽ đi đây thôi. Xem có nhiệm vụ gì không. Hiện tại thì mình sẽ có là đánh bại 15 con superhero này, đánh bại 50 con zombie với con Rose, và tiêu diệt một Gen Sensei Boss. Ồ, cái này khó quá ta. Toàn nhiệm vụ này thì làm sao mà làm được ta. Cái phong bì thư nhìn hài vãi. Disco Zombie này, Vanquish này, Block Dam. Nhiệm vụ thật sự là khó. Không sao, cho hết đi thôi. Chúng ta sẽ chơi take over thôi, để kiếm tiền mở hòm thôi. Mở phách. Wow, lao vào. Con. Hiện tại chúng ta như đang có 28.000. Mình sẽ cần khoảng 7.000 nữa để có thể mở một phách. Đã lâu lắm rồi chúng ta không có một con gọi gì mới ta. Mình toàn mở được các bộ phận thôi. Chắc là sẽ có một đợt mở phách sẽ ra được nhiều con đây. Ok, chúng ta sẽ chơi cái bàn tuyết nhá. Ok, let's go nào. Lâu lắm rồi tại mình chơi con ngô này, ngô hạt nhìn đẹp vãi luôn đấy. Nhìn chất vãi đấy, Viking nhưng mà lại là defense rồi. Bên là bên defense cấp 6 à. 2200, 3100 bình thường thôi. Rồi, ok, nó đang thời thủ được, thủ tốt. Wow. Từ từ nhé, mình đi trồng một số cây. Có con gì kia nó bắn em. Rồi, mình sẽ trồng một số cây vào đây. Ôi, chết rồi, ngã ngửa rồi kìa. Đùa nhé. Defend. Chúng ta cần tìm chỗ cao. Ái chà, công thằng như thế này. Mình sẽ đứng ở chỗ cao và bắn nó thôi. Ây chà. Ghê ta. Chỗ này núp được và có thể bắn được ở trên này. Ui, bây giờ có quả con cây kìa. Đây, khỏe quá. May nhơn. Bắn hạ này đi. Rồi. Lắp đạn. Cây thì mắc khỏe luôn. Uầy. Bắn này, một con chết. Rồi. Ném xuống này. Vào đây. Bắn, từ từ, mình cần núp ăn. Rồi, yeah, trúng rồi thì phải. Ok, áo này đã. Xong rồi. Đáng lẽ mình cần lên cái hồi máu ở đây thì đúng hơn. Đúng chuẩn hơn, chuẩn bài hơn nhiều. Vào đây. Con cây làng lào lên trước rồi kìa. Mình cần trồng thêm một số cây nữa.
Rồi, tách ra, tách ra, tách ra. Đừng có đứng tụ lại một chỗ là dễ chết lắm. Oh, ok, ok. Team mình có vẻ mạnh quá anh em. Team bạn gần như không thể vào được. Vào đây, vào đây, vào đây, vào đây. Đằng sau kìa. Ôi, không nhìn thấy rồi, chết rồi. Đấy, xong rồi, xong phim rồi. Ui, bắn nổ, 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 nổ. Hạ nó này nhá. Bắn vào chân nó. Tiếp theo. Ok. Đông lắm nhé. Đông lắm đấy. Rồi vào đây, vào đây. Vào đây hộ cái. Nổ, nổ. Ui, bắn đạn. Nổ. Nó đâu ấy? Nó đâu bắn kinh vậy? Còn bị đơ rồi, bị đờ, đóng băng rồi, đóng băng rồi. Còn một máu. Hồi máu. Người kia có hồi máu anh em ạ. Nổ, trời ơi, xịt kìa, mình còn một máu thôi. Wow, 1-1 rồi. Hồi sinh nào ra, còn cản cửa lại. Nguy hiểm quá kìa, nó vào nhà rồi. Không ai vào, không ai đây ạ. Nhơn. Đó, rồi, xong phim. 31 giây nữa, thủ đi, cố gắng thủ nào. Đứng ở trong nhà và thủ luôn trong này. Đúng rồi. Để xem ai dám vào nữa. Ai dám vào đây? Nhờ. Ok. Bắn này. Bắn này. Nổ. Chết. Rồi. Ném bom này. Nổ. Con cây. Nổ. Không được rồi, không ổn rồi anh em. Chết. Overtime. Nó hạ rồi. Thế bị đen chứ. Thôi té. Ok, té thôi. Từ đã, không mà chết bây giờ này. Mình giết được mấy mạng rồi ta? Mình giết được 5 mạng rồi. Hiện tại mình giết được 5 mạng, đang có sương mù. Rất là tuyệt vời. Không thì mình chết vào đấy luôn trong ấy rồi. Rồi. Vừa này là defense tốt. Và trồng cây lên tất cả lên. Đúng không? Rồi mình sẽ lên phía trên này. Nào, lên đây. Yeah, 150 máu con này khá là trâu, không phải yếu quá. Thật sự là không yếu quá. Đây nó sẽ có một cái thể núp được luôn này. Chết đi. Bom, một quả bom khổng lồ. Nổ. Nào vào đây. Yeah. Có một cây tre ở đây này. 4 phút 6 giây. Defend. Mình cần phải lên tìm chỗ cao đứng. Không được ạ. Chỗ cao đứng thôi. Wow. Đây. Thì có thể nhìn được rõ hơn. Ở dưới kia khó nhìn hơn. Robot. Tắt mẹc. Merci beaucoup này. Bắn, đúng rồi. Mình không cần biết, nổ. Kia có một con nhá. Nào. Vào đây, thảo này chưa ăn, con này cũng rất là khó chịu. Hết đạn. Kia có con tôm kìa. Tôm này, tôi thì tôm này, này thì tôm. Kia có trâu quá, nó trâu quá. Oh,
Bắn xuống. Nó ở đâu đấy, nó ở đâu đấy? Rồi, hạ được rồi đó rồi, hay là hạ nó rồi. Không hiểu, hiện tại là không nhìn thấy cái gì cả. Bắn băng à, con nào bắn băng đấy? Sợ thế nhở, ở đâu nhở? Đấy đấy đấy, bắn băng mà, con nào bắn băng đấy. Cái heo cứ gớm vậy ta. Uầy. Rồi, đây đây. Chạy đi đây. Mày á, mày đứng đấy. Núp. Chết ngay. Làm sao vào được? Từ từ. 1 phút 52 giây. Càng về cuối nó sẽ càng lao vào, lúc ấy mình sẽ nhảy xuống dưới. Rồi, thay đạn. Nào. Sao nó nhìn thấy ta? Người chả nhìn thấy cái gì cơ, toàn sương mù thôi. À, ok, chúng ta có một con chết. Thay đổi vị trí. Ghê ta. Thật từ khắp các hướng nhá, không phải một hướng đâu, khắp các hướng luôn. Bên này không có này. Ui, bắn xét, hai con energy này này, vắng vào đây nhá, vào đây, không vào đổi được. 50 giây nữa, ok, let's go. Cây yêu vậy ta. Hỗ trợ đồng đội bắn thôi. 39 giây nữa. Lao được thì vào đây. Wow. Bắn đâu ấy? Bắn ở đây. Đổ. Ý-ha, để con này. Nhân. Ok, không chết nổi. Vẫn không chết nổi 13 giây nữa. Rồi vào đây. Không vào nổi cơ. Vào đây được không ấy chứ mà. Yeah, thắng rồi. Càn vào thì cũng không tác dụng gì cả. Easy, một trận đấu easy thôi. Hoa mất 3 cửa. Plan defense. Easy, 12k. Ngon. Yeah. Và mình có được đứng trong top này. Thanh niên Viking, Ngô Viking. Ôi, con này có cả con rắn này, mũ con rắn đội lên đầu này, nhìn đẹp chưa ta? Rồi, chúng ta sẽ quay trở lại khu vườn để đi mua pack nào. Mình đủ tiền mua một pack rồi. 12 mà cộng với 39 này, 41.000. Hy vọng sẽ được một con gì đó mới thuộc cả plan được hoặc là zombie cũng được, tùy. Ok, let's go nào. Chúng ta sẽ đi mở pack thôi. Tung. Cái mở pack là mình thích nhất trong cái phần này đây. Đây rồi, mở pack thôi. 41.000 ngay mà, chuẩn men. Rồi, mình sẽ mở pack. Đây, mình sẽ mở pack plan nhá, 35k, vẫn là fun pack thôi. Hy vọng sẽ được đủ một mảnh một cái gì đấy. Tung, cái gì đây? Ôi giời ơi, vẫn hai mảnh thôi. Con này thiếu này, con này thiếu 2 mảnh, con thiếu 3 mảnh. 2 cái kính mắt luôn. Có cần phải thế không anh? Một cái là silver, một cái là test. Đó là spray luôn. Ai chà, cái này là cái gì đấy? Vãi thật, xăm mình à? Xăm mình, tha thu. X3, hướng dương hồi máu. Ok, let's go nào, thì mình sẽ... À rồi, chúng ta sẽ đi thực hiện cái Chomper Pizza. Đây nào, chúng ta sẽ đi làm Chomper Pizza ở ngay đây thôi. Rất là gần nhà thôi. À, mình có xem có nhiệm vụ gì có thể đánh được không. Đánh bại 50 con bằng con Rose. Bằng con Rose đúng không? Nhanh thôi, đơn giản. Chúng ta sẽ làm nhiệm vụ ấy ngay thôi. Đây, ở đây.
và thay vào con Rose. Đấy, thay vào Rose. Và mình sẽ ra chỗ giữa này để chiến thôi. Để có thể làm nhiệm vụ lấy 3 star để sớm nhất có thể. Biến chưa? Pa bang, bang bang, yeah, yahoo. Thằng bên của lẹ, thằng bên zombie đông, à, bên của lẹ đông vậy. Nó này trâu thế. Nó này trâu vậy ta, mình đánh 9 máu đấy. Rồi. Đường này, đỡ hết đi. Xong. Không cần phải cắm cờ đâu, ta sẽ làm cái này nhanh thôi. 50 con rồi mà. Biến hết này kiều đi, ra biến này kiều khó đánh hơn bọn này. Quái nào mình có hơn được mà, con rồi máu được. Giỡn. Con cái này đánh nó khá là khỏe. 9 máu đấy. Bắn khá nhanh. Chỉ mỗi tượng máu nó hơi thấp. Ô. Không cần phải thế không anh? Nó cũng cần phải ấy rồi một con rồi đấy. Ô. Hồi máu. Bắn liên tục luôn. Quá này. Bây giờ 20 đam một phát. Máy ta có 3 phát, bây giờ 20 đam. Con này thì thôi, để thế. Ui ha. Chết luôn mới sợ chứ. Sợ nhỉ. Mẹ này kinh vậy ra. Vào đây này. Hóa. Rồi, nó hóa rồi. Ui, nó lao vào con khấm. Tôi giúp bắn nó lại. Xong phim. Rồi, ok, let's go. Vào đây. Mình cần phải hóa. Ui, chết luôn, khỏe nhé. Khỏe đấy. Ui, cũng chết luôn rồi. Kinh thật. Có đông lắm, mình sẽ kéo cờ thôi. Kéo cờ để bắn cái bọn thường thôi. Mà nó khỏe lắm. Có hero cái là bọn nó sẽ ra bọn hero bên kia ngay. Để nó cân bằng ấy. Rồi, vào đây. Ui, 2 con. Chết này. Ok, mình sẽ đi cắm cờ rồi. Đông lắm. Ui, đông chết ta. Respawn. Nào, sao mình đứng tận được trên đâu vậy? Vãi thật. Ok, từ từ đã. Rồi, ra xuống đây và... mày nhơn, nó kéo cờ nhá. Rồi, kéo cờ rồi, bọn nó sẽ được reset hết. Trở về bình thường hết. Rồi, mình sẽ xem mình sẽ trụ được đến đây. Máu lên, tăng máu lên. Ok, let's go. Giỡn, vào đây. Bắn này. Hóa kill. Con kill này phải chết. Bắn mắc trâu luôn. Có hồi máu thì cũng không lo lắm. 28 máu kìa. Wow. Bắn cái bọn zombie bình thường là mất 28 máu đấy. Đấy, 28 máu này. Thảo nào đam to thế. Đam này như thế này thì ai chịu được cho thấu. Ok, hy vọng sẽ được. May nhân, vào đây, vào hết cả đây. Ui, bom. À, có cái hòm tiếp tế. Mình chẳng cần, dạng không cần thiết lắm. 50 con cơ mà nhỉ. Con Rose xong rồi đấy. 3 star rồi. Đánh lan này. Con này thấm thôi chứ cái bọn hero thì nó không thấm lắm. Xong chưa ta? Bên kia nữa. Nó sẽ còn một con nữa. Một đám zombie. Con nữa là được cái tiền vàng rồi. Nhân biến thành kiều dê. Đơ hết cả lũ đi. Ok, let's go. Lấy tiền nào. Ok. Xong rồi đấy. Chúng ta sẽ về đi làm cái nhiệm vụ Chomper Pizza thôi. Này không cần rồi. Wow.
sĩ nhỏ anh. Ok, chúng ta sẽ thực hiện một cái nhiệm vụ trong Pub Pizza nhé. Lâu lắm không làm cái đấy rồi. Đây, Chomper Pizza đây, nhà hàng của con Chomper đây. Rồi, chúng ta sẽ vào đây nào. Chomper Pizza. Ok. Welcome to Chomper Pizza. Mình sẽ làm cái nhiệm vụ này. Mình cũng chưa đạt được cái rank gì của cái nhiệm vụ này luôn. Khó. Nhiệm vụ này khó ra. 2, 1, bắt đầu. Yeah. Lên nào. Lao tới, lao tới. Ok. Cái này hơi khó, cái này hơi khó ta. Rồi, rồi. Tốt lắm. Rồi, ok. Rồi, vừa hết nhé. Yeah. Hay. Hay quá, mình biết đường rồi. Đường bên này. Bên này, checkpoint. Chopper Pizza, đi ra đi Pizza nào. Trên này sao không có con nào ở trong này nhỉ? Tham. Yes. Fail, nhiệm vụ thất bại chứ. Bựa vãi. Sao không được nhỉ? Why? Nhiệm vụ mình đánh như thế mà sao thất bại ta? Uầy, nhiệm vụ này cực khó đấy. 3, 2, 1. Chopper Tham, lao tới. Lao tới nhanh nhất có thể nào. Nhanh. Rồi, ok. Mình biết đường rồi, Nhầm hướng rồi. Nhầm hướng ngay. Thôi xong rồi. Tôi bị nhầm một hướng rồi. Khổ vãi luôn đấy. Rồi, ok. Bên này. 24. Checkpoint. Điểm nữa nào. 30 rồi. Checkpoint. Sao bên này sao dài thế ta? Sao cái màn này dài thế nhỉ? Lao tới. Vẫn giao kịp rồi. Giao cho John Ngô, rank B. Ok. Được 1000 coin. Và mình sẽ kết thúc tập này tại đây nhé. Và nếu các bạn thấy video này hay, đừng quên bỏ lại một like và chia sẻ với giúp mình. Cuối cùng thì xin chào, hẹn gặp các bạn trong tập kế tiếp. Bye bye.